Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội chợ Trung Quốc ASEAN CEXPO là sự kiện được Trung Quốc và 10 quốc gia thành viên ASEAN đồng tổ chức thành công trong 15 năm qua. Hội chợ này hiện đã phát triển thành một nền tảng truyền thông và hợp tác quan trọng đối với Trung Quốc và các nước ASEAN. Theo ban tổ chức hội chợ, 15 kỳ CEXPO đã có sự tham dự của hơn 80 nhà lãnh đạo ASEAN và Trung Quốc cùng hơn 3.000 quan chức cấp bộ. Trong thời gian diễn ra CEXPO, nhiều cuộc hội đàm cao cấp giữa các nhà lãnh đạo cũng như là cuộc đối thoại cao cấp về thương mại được tổ chức đã hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác kinh tế thương mại song phương và đa phương, từ đó thúc đẩy sự kết nối chính sách và củng cố niềm tin lẫn nhau. Năm 2018, với chủ đề "Cùng nhau xây dựng con đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21, du lịch thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực", Hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 15 CEXPO 2018 đã thành công tốt đẹp. Đoàn Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dẫn đầu cùng sự tham gia của lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương. Hội chợ CEXPO và Hội nghị CAPEX lần này có ý nghĩa rất quan trọng, được tổ chức đúng vào năm đổi mới sáng tạo ASEAN-Trung Quốc và kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc. Trải qua 15 năm, hợp tác ASEAN-Trung Quốc đã trở thành một trong những điển hình thành công và sôi động trong hợp tác khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, thách thức và rủi ro gia tăng, hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, không chỉ mang lại lợi ích cho hai bên, mà còn là điểm sáng, động lực tích cực đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư toàn cầu. Theo ban tổ chức, CEXPO năm nay có quy mô hơn 5.000 gian hàng tiêu chuẩn của trên 2.500 doanh nghiệp tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm thuộc các lĩnh vực khác nhau. Trong đó, đoàn Việt Nam có 150 doanh nghiệp tham gia hội chợ thông qua 250 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm. Việt Nam luôn là quốc gia ASEAN có số lượng doanh nghiệp và diện tích trưng bày lớn nhất hội chợ qua 15 lần tổ chức. Tại hội chợ thường niên này, Việt Nam tích cực tham gia trưng bày hình ảnh và thành tựu quốc gia song song với giới thiệu cơ hội thương mại trong mọi lĩnh vực. Hạng mục trưng bày thành phố đẹp tại CEXPO của Việt Nam đã thúc đẩy mạnh mẽ sự hợp tác giữa Việt Nam, Trung Quốc và các nước ASEAN trong lĩnh vực du lịch. Năm nay được tham gia hạng mục này, Bến Tre là tỉnh được lựa chọn tham gia hạng mục thành phố đẹp nhằm trưng bày giới thiệu các lợi thế du lịch và cơ hội thương mại. Tham gia với lần này, chúng tôi kỳ vọng nói chuyện. Thứ nhất là tiếp tục để khẳng định với các đối tác mà đã làm ăn với Bến Tre. Tất cả những sản phẩm như là kẹo dừa, thập dừa, bột sữa dừa, dầu dừa mà đã được chế biến xuất khẩu rất là mạnh mẽ ở thị trường Quảng Tây mà đặc biệt là thủ phủ Nam Ninh này. Thứ hai nữa là thông qua cái mối quan hệ các đối tác giới thiệu những sản phẩm mà chúng tôi có tiềm năng sẽ làm cho các mối quan hệ thắt chặt hơn. Đặc biệt là cũng là một cái dịp thông qua hội chợ này để Bến Tre giới thiệu về thành phố đẹp, một thành phố dừa đẹp nhất Việt Nam. Năm 2018 là năm thứ 15 Việt Nam tham dự ASEAN Trung Quốc Expo. Trong suốt 15 năm qua thì Việt Nam luôn luôn là nước mà có số lượng gian hàng đứng cao nhất so với cả các nước ASEAN và đứng thứ hai chỉ sau nước chủ nhà Trung Quốc. Thông qua suốt 15 năm này thì các doanh nghiệp của Việt Nam đã từng bước khẳng định được vị trí tên tuổi của mình trên thị trường Trung Quốc nói riêng và thị trường ASEAN nói chung. Thông qua cái hội chợ này, thông qua việc tham dự hội chợ này thì các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là các địa phương của Việt Nam có cơ hội là giới thiệu tiềm năng kinh tế cũng như là thương mại hợp tác với lại các doanh nghiệp và các địa phương của Trung Quốc nói riêng và các nước ASEAN nói chung. Tại CEXPO, những sản phẩm đặc sắc từ Việt Nam như là đồ nội thất, dép Pitis, Vina Cà Phê và Cà Phê G7 thường thiếu hụt so với sức mua của khách hàng. Các doanh nghiệp Việt Nam đã ký rất nhiều đơn đặt hàng, thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc. Đây là lần thứ 11 công ty Vina Cà Phê tham gia cái hội chợ CAPEX này. Và thông qua hội chợ này thì chúng tôi đưa những cái sản phẩm cà phê của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, chính là vào thị trường Quảng Tây, ở tỉnh Quảng Tây này là chiếm là thị trường chính của công ty Vina Cà Phê. Cái hội chợ xúc tiến thương mại này chúng tôi tìm được những cái đối tác phân phối tại thị trường Trung Quốc. Và thông qua các đối tác này thì chúng tôi thâm nhập sâu vào cái thị trường Trung Quốc từ cái bắt đầu từ cái tỉnh Quảng Tây này. Chúng ta bắt đầu thâm nhập sâu vào các khu vực khác ở thị trường Trung Quốc. Vitis tham gia tại đây cũng đã 15 năm.
thì BTS thật ra là cũng có xuất hiện tại thị trường Trung Quốc và duy trì theo con đường này đã 23 năm năm rồi. Và đối với sản phẩm BTS thì đã để lại được cái ấn tượng rất là sâu đậm trong người Trung Quốc về cái sản phẩm mà có cái thương hiệu của Việt Nam mình. Đó, và cái sản phẩm của mình thì người Trung Quốc khi mà họ tham gia trực tiếp tại hội chợ và họ được sờ tận tay đối với cái sản phẩm của mình thì họ cảm thấy rất là thấy chất lượng của mình cũng rất là tốt và họ tin tưởng rằng cái hàng Việt Nam của mình và cũng chung với các sản phẩm Việt Nam khác thì có được những cái chất lượng và cái sự thoải mái khi mà đi và cũng rất là phù hợp với lại cái đối tượng họ đang, đặc biệt là khu vực Nam Ninh cũng rất là phù hợp. Bản thân tôi mang thương hiệu hạt điều Ba Gian đến với hội chợ Expo tại Nam Ninh Trung Quốc lần này là lần đầu tiên. Khi đến với hội chợ lần này thì tôi thấy ở đây là một cái thị trường rất là lớn, rất là tiềm năng, và tôi hy vọng rằng sau cái hội chợ lần này thì thương hiệu hạt điều rong muối của Bình Phước Việt Nam cũng như là thương hiệu của Ba Gian sẽ được các nhà thương gia cũng như là các đầu mối, các bạn ở bên này đón nhận và sẽ tiếp tục đi sâu vào thị trường Trung Quốc được nhiều hơn. Năm 2018 đánh dấu kỷ niệm 15 năm thành lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc, ASEAN và kỷ niệm 15 năm tổ chức hội chợ CSPO. Cùng với sự thành công của quan hệ kinh tế thương mại, sự tham gia tích cực của Việt Nam qua các kỳ hội chợ đã quảng bá tốt hình ảnh quốc gia, hình ảnh thương hiệu sản phẩm Việt Nam. Các hoạt động xúc tiến thương mại qua hội chợ này có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, đặc biệt giữa Trung Quốc với Việt Nam.